Gì con? Sao? Gì vậy trời, nịnh hả? Gì, dịch giùm con hả? Dịch gì? Tôi là hứa. Cho hạt dẻ. Ít là ăn. Ba tê. Ủa, thì cái đó liên quan cái gì? Ủa, ba tê gì? Tự nhiên cái gì đội? Hồi ba mới hứa mà hả? Hồi nay mày đặt gài tôi nữa ha. Kêu tôi nói xong cái gài tôi kêu tôi hứa đúng không? Bị đòn, tôi cắt phần không cho ăn nữa luôn.